Paris từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con khai ma thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2019, Phật lịch 2563, đề tài hôm nay là Trường Bộ Kinh Yani Ca Giá do Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 34, Kinh Thập Thượng. Ba pháp cần phải tu tập sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật tiền thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng tri giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trạch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bức tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc lễ Tam Bảo. Giờ thì con xin kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Bố thầy dẫn bố thầm mai dẫn bố sẵn khai nhận. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ chư thịnh phần vị Đức Phật. Kính chào chư Tôn Đức Phật Thân Chào. Nếu mình nói theo thầy bốn thiền, tức là thiền nói theo kinh tạng, thì định chỉ lấy được hai, tức là cái định hữu tầm hữu tứ và cái định di thiền tam thiền tứ thiền của tập kinh, thì chỉ là cái định vô tập vô tứ thôi. Và nếu mà nếu muốn nói đến ba loại định, tức là định hữu tập hữu tứ, định vô tập hữu tứ và định vô tập vô tứ, thì phải nói theo cái hệ thống năm thiền, tức là nói thiền theo ví dụ pháp thì mới có được ba loại định trên. Vì vậy cho nên ở đây đó, khi mà một người học kinh điển
người đó cần phải thận trọng khi mà nói đến ví dụ pháp. Những người chưa chi trả là họ đã phủ nhận. Thí dụ như bây giờ khi mà nói đến thiền thì họ chỉ biết nói bốn thiền của tạng kinh mà họ họ không có chấp nhận năm thiền. Và nếu như họ không có chấp nhận năm thiền thì rõ ràng là đến khi học cái bài kinh Trường Bộ mà kinh Phúng Tụng và cái kinh Thập Thự mà gặp Ba La Định thì lúc đó là họ không, họ úa, không biết giải thích bằng cách nào, hiểu bằng cách nào. Cho nên cái điểm lợi cho chúng ta khi mà chúng ta học về Tam Tạng kinh điển thì chúng ta học luôn cả về tạng kinh, tạng vi diệu pháp. Điều này hay lắm thưa quý vị. Thì chúng tôi cũng xin giới thiệu sơ với quý vị về hệ thống bốn thiền và hệ thống năm thiền. Từ hệ thống năm thiền đó mà chúng ta mới có được ba lời định mà bài học hôm nay sẽ đề cập đến. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe để Đức Pháp Tính giảng giải về ba lời định này là ba pháp cần tu tập. Bây giờ xin mời Sư Cô Kim Ma đọc cho chánh kinh, sau đó xin cùng thỉnh để Đức Pháp Tính vị giảng sư trong ngày hôm nay sẽ giảng giải bài học này. Nam mô Thầy. Nam mô Buddhaya, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Cái bài chánh kinh hôm nay dài lắm đó chị Từ Mẫn. Chị làm ơn đọc tiếp cho tôi cái đoạn từ cái đoạn số 84 trở đi nha. Mà bây giờ không có ai phát bài lên rồi. Chị mở cái bài học ra hả chị ha? Mở cái email ra hả? Bây giờ thì dạ con xin đọc chánh kinh. Kinh Thập Tượng Dasutara Sutta. Ba pháp cần phải tu tập. Có ba pháp có nhiều tác dụng, có ba pháp cần phải tu tập, có ba pháp cần phải biến tri, có ba pháp cần phải đoạn tận, có ba pháp chịu phần tai hại, có ba pháp đưa đến thù thắng. Ba pháp rất khó thể nhập, có ba pháp cần được sanh khởi, có ba pháp cần được thắng tri, có ba pháp cần được tác chứng. Quý vị đợi chút nha. Ồ, có nè, cô Lan Gia Nguyệt đưa. Có ba pháp có nhiều tác dụng. Có ba pháp cần phải tu tập, có ba pháp cần phải biến tri, có ba pháp cần phải đoạn trừ, có ba pháp chịu phần tai hại, có ba pháp đưa đến thù thắng. Ba pháp rất khó thể nhập. Quý vị đợi chút nha. Có ba pháp cần được sanh khởi, có ba pháp cần được thắng tri, có ba pháp cần được tác chứng. Thế nào là ba pháp cần phải tu tập? Ba định hữu tầm hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định, vô tầm vô tứ định. Tạng kinh Sutaka thường đề cập bốn tầng thiền sơ nhị tam tứ. Trong lúc tạng diệu pháp nói tới năm tầng thiền sơ nhị tam tứ ngũ, điều khác biệt là tạng diệu pháp nói tới tầng thiền vô tầm hữu tứ nhị thiền, còn kinh tạng thì nhị thiền được kể là vô tầm vô tứ. Như vậy trong nhiều bài kinh ở tạng kinh, như bài kinh này là một thí dụ nói đến tầng thiền vô tầm hữu tứ. Chú thích sau đây là trích từ kho tạng pháp học
Pháp sư giác giới biên soạn ba pháp cần tu tập. Đây là ba pháp định. Định hữu tầm hữu tứ. Một trạng thái định thiền có tầm có tứ, tức là định trong sơ thiền. Định vô tầm hữu, vô tầm hữu tứ là một trạng thái định thiền không còn tầm, không có tứ, tức là định trong nhị thiền. Định vô tầm vô tứ là một trạng thái định thiền không tầm cũng không tứ, tức là định trong tam thiền trở lên. Thực hành pháp tuần tự và thuần thục, đây là nhiệt tâm hành pháp tùy theo trình độ và thực hành thường xuyên. Mô tả sau đây được trích từ Kinh Sa Môn Quả Trường Bộ về các tầng thiền. Vị ấy với giới uẩn cao quý này, với sự hộ trì các căn quý này, với chánh niệm tỉnh giác cao quý này, với hạnh biết đủ cao quý này, lựa một chỗ thanh vắng tịch mịch, nhớ rừng gốc cây khe núi hang đá bãi tha ma lùm cây ngoài trời đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già lưng thẳng tại chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hận. Vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thủy miên. Vị ấy sống thoát ly hôn trầm và thủy miên, với tâm tưởng hướng về chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thủy miên, từ bỏ trạo cử hối tiếc. Vì ấy sống không trạo cử nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối tiếc, từ bỏ nghi ngờ. Vì ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Này đại vương, như một người mắc nợ, liền làm các nghề nghiệp, những nghề này được phát đạt, người ấy không những trả được nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nghĩ, ta trước kia mắc nợ, nên làm các nghề nghiệp, những nghề này được phát đạt, ta không những trả được nợ cũ, còn có dư tiền để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Này đại vương, một người bị bệnh đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu, sau một thời gian người ấy khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị bệnh đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu, nay ta khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Này đại vương, một người bị nhốt trong ngục, người ấy sau một thời gian được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị nhốt trong ngục, nay ta được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Này đại vương, một người nô lệ không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Người ấy sau một thời gian thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, một người được giải thoát, được tự do đi lại. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại, nay ta thoát cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, một người được giải thoát, được tự do đi lại. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ.
Này đại vương, như một người giàu có, nhiều tài sản đang đi qua bãi sa mạc thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm, người ấy sau một thời gian đã đi khỏi sa mạc, đến đầu làng vô sự yên ổn, không có nguy hiểm. Người ấy nghĩ, ta trước kia giàu có, nhiều tài sản, đi qua bãi sa mạc thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm. Nay ta đi khỏi sa mạc, đến đầu làng vô sự yên ổn, không có nguy hiểm. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Chị Từ Mẫn ơi, bây giờ tôi đọc tới số 74 nha, chị bắt đã, chị chuẩn bị nha. Như vậy, này đại vương tỳ kheo, tự mình quán năm triền cái chưa xả ly, như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường sa mạc. Này đại vương, cũng như không mắc nợ, như không bệnh tật, như được khỏi tù tội, như được tự do, như đất lành yên ổn. Này đại vương tỳ kheo, quán năm triền cái, khi diệt trừ chúng, 75, khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái, hân hoan sanh. Do hân hoan nên hỷ sanh, do tâm hoan hỷ thân được khinh an, do thân khinh an lạc thọ sanh, do lạc thọ tâm được định tĩnh, theo ly dục ly ác pháp chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thơ ly dục sanh với tầm với tứ, tỳ kheo thấm nhuần đẫm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình. Và do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc, do ly dục sanh ấy thấm nhuần. 76. Này đại vương, như một người hầu tắm lão luyện, hay đệ tử hầu tắm sau khi sắc bột tắm trong thao bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không để thành giọt. Như vậy, này đại vương, tỳ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân hình với hỷ lạc, do ly ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc, do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của sanh của hạnh sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn trước. 77. Lại nữa, này đại vương, tỳ kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do sanh, do định sanh, không tầm không thứ, nội tỉnh nhất tâm, tỳ kheo ấy thấm nhuận ước, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc, do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc, do định sanh ấy thấm nhuần. Này đại vương, ví như hồ nước, nước tự trong dâng lên, phương đông không có lỗ nước chảy ra, phương tây không có lỗ nước chảy ra, phương bắc không có lỗ nước chảy ra, phương nam không có lỗ nước chảy ra, và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn, suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ấy không được mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, này đại vương, tỳ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc, do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc, do định sanh ấy thấm nhuần. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn trước. 79.
Lại nữa, này tỳ kheo, tỳ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các thánh gọi là xả niệm lạc thú, chứng và an trú thiền thứ ba, tỳ kheo thấm nhuần tẩm ước, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Số 80. Này tỳ kheo, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng, những bông sen ấy xanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần tẩm ướt, đầy tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy. Không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được mát lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này đại vương, tỳ kheo thấm nhuần tẩm ước, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc khổ không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. Này đại vương, đó là thiết thực hiện tại của hạng Na Môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực thực hiện tại của hạnh Sa Môn trước. 81. Lại nữa, này tỳ kheo, tỳ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hy hy ưu đã ở trước, chứng và trú vào thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, tỳ kheo ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng. Không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Rồi nha, còn một số nữa là tới chị nha. Này, số 82. Này đại vương, ví như một người ngồi dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này đại vương, tỳ kheo thấm nhuần toàn thân với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn, còn phi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn trước. Rồi bây giờ tới phiên chị nha, số 83 đó. Lan Nhân Nguyệt phát lên rồi ngừng lại rồi đó. Ô, chị mới ra đâu rồi? Mời chị, từ nãy giờ giơ tay mời chị, cái chị rớt đâu mất rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, trong đạo tràng có nghe được tiếng con, cho con xin viết tín hiệu và mô Phật. Dạ, 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 cảm ơn cô Lăng Gia Nguyệt. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý ân sư và quý chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng. Con xin tiếp đọc tiếp phần của cô Hi Ma. Dạ, xin Lăng Gia Nguyệt nghỉ tay đi ạ. Em đọc ở trong cái email. Dạ, xin nghỉ tay đi, em sẽ đọc xuống phần 83 ha. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn để sử dụng những vững chắc bình thản như vậy, tỳ kheo vẫn tâm hướng tâm chánh trí, chánh kiến. Vị ấy biết thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường biến hoại, phấn tối, đoạn tuyệt, hoại diệt trong thân ấy, thức ta lại nương tựa và bị trói buộc.
Này đại dương, ví như một hòn lưu ly bảo châu, đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt, khéo dụa, khéo mài, không uế trượt, đầy đủ tất cả mỹ tưởng và một sợi dây được sâu qua hòn ngọc ấy. Sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu nhàn vạt, vàng nhạt. Một người có mắt cầm hòn ngọc ấy trên tay sẽ thấy hòn lưu ly bảo châu này đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt, khéo dụa, khéo mài, đầy đủ tất cả mỹ tưởng. Và sợi dây này được sâu qua hòn ngọc ấy. Sợi dây này màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu trắng hay màu vàng nhạt. Cũng vậy này đại dương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn để sử dụng vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo dẫn tâm hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến, vị ấy biết thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoàn tiệc, hoại trong thân ấy, tức ta lại nương tựa và bị trói buộc. Này đại dương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn vi diệu và thù thắng hơn nữa những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Với tâm định tịnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo chú tâm hướng dẫn đến sự hỏa hiện một thân do ý làm ra. Vị ấy tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. 86. Này đại vương, ví như một người rút một cái cây lao ra ngoài vô, ra ngoài vỏ. Người ấy nghĩ đây là vỏ, đây là cây lao. Vỏ khác, lao và cây lao từ vỏ rút ra. Này đại dương, ví như một người rút cái thanh kiếm từ bao kiếm, thanh kiếm khác, bao kiếm khác, và thanh từ nơi bao kiếm rút ra. Này đại dương, ví như một người lột xác một con rắn, người ấy nghĩ đây là con rắn, đây là cái xác, con rắn khác, xác rắn khác, và con rắn từ nơi xác rắn được lột ra. Cũng vậy này đại dương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo dẫn tâm hướng tâm đến sự hiện hóa một thân do ý làm ra. Vì ấy tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý tạo thành, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. Này đại vương, đó quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. 87. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn để dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến các thần thông, vị ấy chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang, qua vách, qua tường, qua núi, đi ngang qua hư không, độn thổ, trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước, không chìm như trên đất liền, ngồi kiết đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ vào mặt trăng, mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên. 88. Này, ví như một người thợ gốm khéo tay, hai đệ tử, người thợ gốm với đất sét khéo nhồi nhuyễn, có thể làm các loại đồ gốm tùy theo sở thích. Này đại vương,
ví như một người thợ ngà khéo tay, hai đệ tử, người thợ ngà khéo tay, đẽo, dũa có thể làm các loại đồ ngà tùy theo sở thích. Đây, này đại vương, ví như người thợ vàng khéo tay, hai đệ tử của người thợ vàng với vàng khéo tinh nhuyễn có thể làm các loại bằng tùy theo sở thích. Cũng vậy này đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo dẫn tâm hướng tâm đến các thần thông, vị ấy chứng được các thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không, độn thổ, rồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước. Đi trên nước không chìm, như đi trên đất liền, ngồi kiết già đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ vào mặt trời và mặt trăng, những vật có đặc quái lực. Dạ, xin đạo tràng cho con biết tín hiệu. Dạ, con bị rớt ra ngoài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Mô Phật nha. Vị ấy chứng được các thần thông, một một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không, độn thổ rồi trồi lên, ngang qua đất liền như trong nước, đi trên nước không không chìm, như đi trên đất liền, ngồi kiết già đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ vào mặt trăng, những vật có quay lực, đại quay thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn. 89. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo vẫn tâm hướng tâm đến thiên nhĩ thông. Tỳ kheo với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và xa và gần. 90. Này đại vương, ví như một người đang đi qua đường, nghe tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng loa, tiếng sập xòa và tiếng kiển. Người ấy nghĩ, đây là tiếng trống lớn, đây là tiếng trống nhỏ, đây là tiếng loa, tiếng sập xòa, tiếng kiển. Cũng vậy này đại dương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo dẫn tâm hướng dẫn đến thiên nhĩ thông. Tỳ kheo với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và người, xa và gần. Này đại dương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con vừa đọc xong phần chánh kinh. Dạ, con xin cung thỉnh Ngài Tệ Siêu, dạ, đăng đàn thuyết pháp cho chúng con bài giảng hôm nay. Dạ, con xin xuống mít. Dạ, Nam Mô Bổn Sư. Dạ. Nam Mô Bổn Sư. Dạ. Nam Mô Phật Ma. Dạ. Nam Mô Sanh Khai. Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rộng. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tệ Siêu.
Thượng tọa nhất đẳng, thượng tọa pháp đăng, thượng tọa pháp tăng, thượng tọa minh hạnh, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học ba pháp cần tu tập và về tất ba thầm ma, hay là ba định samadhi, định hữu tập hữu tứ, sau ý tất cả quý sau ý chà ra, định vô tầm hữu tứ, áo ý tất cả quý chà ra mắt trô samadhi, định vô tầm vô tứ, áo ý tất cả quý chà rô samadhi. Đây là ba loại định, đây là ba cái pháp mà chúng ta cần phải tu tập. Qua phần chắc lẽ là hôm nay chúng ta nghe cái bài Giảng Văn được trích từ ở Trung Bộ Kinh, do cái bài kinh Sa Môn Quả. Chúng tôi nghĩ rằng cái bài kinh này do nó dài, do nó quá dài, thành ra nó làm cho chúng ta bị giống như là mình nghe phần đầu rồi cái phần sau thì mình sẽ bị quên lại cái phần đầu. Do vậy mà chúng tôi sẽ ráng cố gắng giảng từ từ lại. Thì kính thưa quý vị, đối với cái đời sống phàm phu của chúng ta đó, thì chúng ta luôn luôn mình có cái sự mà sống nhiều với cái dục giới này, hoặc là chúng ta sống nhiều mà chìm đắm trong cái dục giới này. Thì tại sao mà nói như vậy? Vì quý vị thấy rằng đối với những cái pháp thiền định, khi nào mà chúng ta có cái tâm, khi nào mà chúng ta có cái tâm mà chán ngán hoặc là chán ngấy với cái đời sống này, với cái đời sống này nó mệt mỏi, nó rất mỏi, thành ra đó chúng ta mới tìm đến những pháp thiền định. Hoặc là chỉ có những cái bậc trí, có nghĩa là có những cái vị do cái duyên lành ở trong quá khứ, hoặc là do có cái pháp độ ba la mật, nói chung là cái phước ở trong quá khứ đó, thì làm cho cái vị đó chỉ cần nhìn thấy một cái hiện tượng gì đó, hoặc là nhìn thấy cái sự mệt mỏi gì đó của cuộc đời này, thì cái vị đó sẽ tìm đến cái gì mà nó an tịnh hơn, cái gì mà nó cao hơn. Thường thường là do những người có một cái tâm mà muốn tầm cầu cái sự mà thoát ly được những cái phiền não. Còn đa phần là còn lại là chúng ta thấy rằng là thường thường là chúng ta sống với phiền não thôi, sống với phiền não thôi. Thành ra đó, ở trong cái bài kinh này, ở trong cái bài kinh được trích từ Sa Môn Quả đó, quý vị thấy rằng nói về, có nói trước tiên là nó liên quan đến năm cái trường cái, liên quan đến năm cái trường cái. Có nghĩa là bây giờ quý vị thấy rằng hồi nãy là quý vị nghe qua cái phần chánh văn rồi. Ở đây chúng tôi không nhắc lại cái phần chánh văn, mà chúng tôi muốn nói về cái sự thiết thực ở trong cái đời sống. Ở trong cái đời sống này quý vị thấy rằng khi mà mắt mình thấy sắc, có nghĩa là mình nhìn những cái hình ảnh, tai của mình nghe tiếng, mũi của mình ngửi mùi, lưỡi của mình nếm vị, thân của mình xúc chạm đó, thì quý vị thấy rằng những cái căn và cảnh khi mà chúng ta gặp gỡ, khi mà chúng nó gặp gỡ tiếp xúc thì quý vị thấy thường thường là nó sanh lên cái gì? Một là nó sanh lên cho mình cái sự tham muốn, cái sự tham muốn. Thành ra đó, quý vị thấy rằng là nếu mà nói theo ở trong kinh là chúng ta bị dục cái nó xen vào đó, thì quý vị thấy rằng bây giờ chúng ta hình dung lại ở trong cái cuộc đời của chúng ta thôi, ở trong mỗi ngày chúng ta sinh sống, bây giờ chúng ta chỉ cần nhìn lại cái thời gian đã qua, ví dụ như là
bây giờ là ở tối ở ở Việt ở ở Việt Nam chúng tôi đang giảng cho quý vị nghe, thì quý vị thấy rằng ở trong từ sáng cho đến giờ, mắt của mình tiếp xúc với cảnh sắc, mũi mình ngửi mùi, tai mình nghe tiếng, lưỡi mình nếm vị, thân mình xúc chạm, thì quý vị thấy rằng có những cái thì nó sanh lên cho mình cái sự tham muốn, có những cái nó làm cho mình sanh lên cái sự tham muốn. Thành ra ở trong kinh gọi là dục dục cái, kama chanda niwarana đó. Rồi có nhiều khi thì chúng ta không có tham muốn, chúng ta không tham muốn, ví dụ như chúng ta nghe những âm thanh, như có những ngày chúng tôi giảng cho quý vị đó, thì quý vị thấy rằng cái tiếng ở bên ngoài nó rất là ồn, nó rất là ồn quý vị. Thành ra lúc đó, cái tâm của mình, cái tâm của mình nó sẽ sanh lên cái sự sân hận, nó sanh lên cái sự mà khó chịu, một cái sự mà một cái sự mà cũng như là giống như là mình, cái tâm mình muốn như là nó có một cái sự mình nó đùng đùng nổi giận như đó. Quý vị biết rằng trong những cái ngày vừa qua đó, khi mà người ta đến, người ta dự lễ dân y tắm mưa, người ta cũng hỏi chúng tôi nữa, người ta nói ủa sao cái tối mà nghe sư giảng ở trên lớp học á, sao lúc nào cũng có cái tiếng karaoke á. Chúng tôi nói, chúng tôi mới chỉ qua đó cái hàng xóm cái bên đó, nó ca chứ ở trong chùa đâu có ai ca không quý vị đó. Thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng cái người nghe đó mà người ta còn cảm thấy rất là khó chịu, thì ngay cả chính bản thân của chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi ngồi giảng thật sự ra đó, chúng tôi rất là, mình rất là khó chịu, nhưng mà biết làm sao đây. Chỉ là mình biết rằng là thôi, cái này là do cái đời sống mình, cái cuộc đời của mình nó không có, nó không có được cái sự may mắn, thành ra mình phải gặp những cái nghịch cảnh này, bây giờ mình phải kham nhẫn mình chịu thôi đó. Thì ở lại cái vấn đề chúng tôi nói với quý vị á, thì coi như là con người của chúng ta đó, đối với chúng sanh phàm phu mà quý vị chúng ta sống, một á, là chúng ta bị vướng vào dục dục cái. Còn nếu mà chúng ta không có vướng vào dục dục cái á, thì chúng ta vướng vào sân độc cái đó. Quý vị tìm hiểu lại thử coi, từ hồi sáng đến giờ, từ hồi mình mới ngủ dậy cho đến giờ đó, giờ là hồi sáng giờ, hoặc là từ hồi nãy giờ, chúng ta trải qua mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm đó, chúng ta coi chúng ta bị vướng vô gì rồi. Bây giờ mình không vướng vô tham, không vướng vô sân, thì mình vướng vô cái gì quý vị? Hôn thì cái, có nghĩa là cái sự giả dụi buồn ngủ. Quý vị biết rằng con người mình nó cũng rất là ngọt, mình no đủ quá đó, nó cũng giả dụi buồn ngủ, mà mình thiếu thốn quá đó, nó cũng giả dụi buồn ngủ, mà mình vui quá đó, mình nó cũng giả dụi buồn ngủ đó, hoặc là mình buồn quá đó, nó cũng giả dụi buồn ngủ. Quý vị để ý coi, quý vị để ý coi, ở trong đời chúng ta có những ngày, ví dụ như những ngày Tết, những ngày lễ hội, quý vị chơi vui đã rồi, quý vị thấy sao? Hơi mệt quá, nó quẩy quải quá, đi ngủ đó. Rồi đến những cái ngày hè, hoặc là những cái buổi chiều tối, tự nhiên mình ngồi mình thấy hôm nay mình buồn quá, thôi không ai chơi mình, cũng ai nói chuyện mình, mà lên trên lớp học mình cũng gặp internet nó trục trặc rồi, cũng không được rồi, thôi mình thôi về, chán quá cũng đi ngủ. Thành ra đó, quý vị thấy rằng là chúng ta kiểm lại ở trong cái đời sống của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta mà chúng ta tiếp xúc với các cảnh, thì nó không sanh lên dục dục cái, rồi nó sanh lên sân độc cái, rồi nó không sanh sân độc cái, rồi nó hôn thị cái. Mà hôn thị cái đó, hồi trước kia đó chúng tôi tưởng là thí dụ mình ăn nhiều quá, hoặc là mình hưởng thụ nhiều quá, nó sanh lên hôn thị cái. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đọc kỹ lại và chúng tôi đã tìm hiểu kỹ lại, thấy hình như là cái gì nó cũng sanh lên hôn thị cái. Có nhiều khi quý vị thấy không, mình đừng tưởng là no quá mà nó mới sanh lên hôn thị cái, có nghĩa là nó sanh lên cái sự giả dụi buồn ngủ đó. Bây giờ quý vị thấy rằng có những lúc mà chúng ta buồn ngủ quá, chúng ta đi đâu về cũng mệt quá, buồn ngủ quá đó, nó đói, tuy rằng nó đói, nó vẫn buồn ngủ, mà khi mà mình hết cái cuộc vui rồi á, nó cũng buồn ngủ, nó cũng giả dụi, cũng buồn ngủ. Mà bây giờ mình buồn quá đó, nó cũng giả dụi buồn ngủ đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta cứ bị những cái truyền cái này nó xoay quanh mình riết đó. Rồi có những cái lúc chúng ta coi như là mình
mình tiếp xúc với các cảnh, các căn mình tiếp xúc với các cảnh, rồi chạo hối cái nó cũng sanh lên nữa. Có khi tự nhiên cái tâm mình nó ngồi nó phóng tâm, nó phóng tâm, nó rai rứt, nó phóng tâm, nó nghĩ đến cái chuyện này, nó nghĩ đến cái chuyện kia đó, rồi hoặc là có nhiều khi là mình bị hối, có nghĩa là cái gì, có nghĩa là mình bị hối tiếc, mình hối tiếc, hối tiếc hồi họ tại sao mà hồi nhỏ mình không gặp được cái giáo pháp này, hồi cái tuổi mình đôi mươi mắt mình còn tỏ, tai mình còn nghe rõ, rồi sức khỏe mình có, mà sao tại sao mình không gặp cái giáo pháp này để mà mình tu tập, để mà mình học, mà để mà mình biết được nhiều hơn vân vân. Thì trong cái trường hợp đó gọi là trạo hối cái nó sanh lên. Rồi lúc đó, có lúc đó là chúng ta bị hoài nghi, chúng ta bị hoài nghi nó sanh lên, cái sự ngờ vực, cái sự do dự, cái sự lưỡng lự đó, không biết hôm nay mình vô ở trong cái lớp học rồi mình có tìm được cái gì hay không, mình có tìm được một cái chuyện gì mà nó hay không, hay là mình cũng nghe lại những cái bài cũ đồ này kia vân vân, mình cứ bị cái sự hoài nghi nó do dự đồ này kia. Nhưng mà cái sự hoài nghi này thì nó cũng không đến nỗi, chỉ có cái hoài nghi về tam bảo đó mới nguy hiểm. Hoài nghi về không biết là có Đức Phật là một cái vị giác ngộ, rồi cái giáo pháp phải có công năng hướng thượng, dập tắt phiền não không, là tăng chúng phải là cái bậc mà đáng cho chúng sanh có cái sự lễ bái này kia không, vân vân đó, hoặc là không biết là con người mình có mặt ở đây phải là do nhân ở trong quá khứ không, hay là bây giờ mình tạo những cái nhân này không biết là nó có quả báo trong tương lai. Thì những cái hoài nghi này thì nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà chúng tôi muốn nói chung lại, là đời sống hàng ngày của chúng ta, đời sống hàng ngày của chúng ta đó, nếu mà chúng ta không có tu tập, chúng ta không có tu tập, chúng ta không có phát triển được, có nghĩa là chúng ta không có cái phai quê tập 3 này, có nghĩa là chúng ta không chịu tu tiến, thì chúng ta cứ bị nó năm cái triền cái này nó cứ bao phủ, nó cứ làm, nó cứ lanh quanh ở trong tâm mình ý, ở trong cái cuộc đời mình ý. Đó, bây giờ chúng tôi nói như vậy, chúng tôi nói như vậy, nhưng mà bây giờ quý vị ngồi, quý vị suy nghĩ lại coi, từ hồi lúc mà mình mới ngủ dậy cho đến bây giờ, mình bị cái gì? Mình bị tham, nó chi phối mình, hay mình bị sân nó chi phối, hay là mình bị buồn ngủ, uể oải, nó giả dụ, nó buồn ngủ, nó chi phối mình, hay là tự nhiên mình nhớ cái chuyện gì ở ngày hôm qua, hôm kia, hoặc tuần trước, hoặc tháng trước, vân vân. Rồi nó sanh lên cái sự mà hối hận, cái sự hối tiếc, rồi cái sự suy nghĩ lung tung. Rồi tự nhiên bây giờ không biết nữa, mình đang tu tập gì mình không biết rằng là cái đường lối, cái lời dạy này nó có dẫn đến thiền định đạo quả gì hay không, hay là giống như là những cái câu chuyện cổ tích vân vân đó. Thì quý vị thấy rằng chúng ta kiểm soát lại, chúng ta kiểm soát lại thì chúng ta sẽ biết mình đang bị cái phiền não nào chi phối mình, cái triền cái nào nó chi phối mình, làm chúng ta biết thật sự. Thì sau khi mà chúng ta biết rồi sau khi chúng ta biết chúng ta bị những cái truyền cái này nó quay quanh, thì chúng ta phải làm cái gì quý vị? Như ở trong bài kinh Sa Môn Quả này là chúng ta phải phải làm cái gì? Chúng ta phải có cái giới quẩn cao quý, sự hộ trì các căn cao quý. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta phải làm sao, chúng ta phải tìm cái cách để mà chúng ta tu tập. Thì đối với thiền định, đối với cái đời sống mà mình chìm sâu ở trong dục lạc, mình chìm sâu ở trong những cái cảnh dục này đó, thì coi như là nó không thể nào mà làm cho cái tâm của mình yên vui được hết. Thành ra chúng ta phải tìm đến cái pha về tắc ba này, có nghĩa là chúng ta phải tìm đến những cái pháp tiến tu, những cái pháp tiến tu để làm chi? Để cho cái tâm của mình nó an tịnh. Như quý vị thấy rằng ngày xưa ở trong xứ Ấn Độ cũng vậy, có những người người ta do cũng như là người ta đã trải qua cái đời sống tuổi trẻ rồi, người ta lập gia đình rồi, người ta cũng có vợ có sinh con rồi, nhưng mà sau một thời gian người ta thấy mình phải cần phải tạo một chút gì đó phước báo, hoặc là mình có cái chút tu tập gì đó, thì người ta đi tìm đến cái đời sống tu tập về thiền định.
Hoặc là có những người á, người ta có cái sự mà nó cao hơn, à, có cái sự mà nó cao hơn. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là như chúng ta ăn giờ, à, như chúng ta ăn giờ nè, chúng ta ngồi, chúng ta suy nghĩ. Bây giờ tuy rằng ở trong cái cuộc sống này đó, à, mình cũng có được đầy đủ hết, à, mình cũng có đầy đủ hết, cũng như là đối với cái đời sống công việc mình cũng có, tài sản mình cũng có. Nhưng mà bất chợt mình đi ra, à, hoặc là mình nghe tin, à, bạn bè của mình, à, cái người thân của mình hôm nay, à, mới vừa đi khám bác sĩ về, bác sĩ khám bệnh về, à, rồi bị chứng bệnh, cái chứng bệnh gì đó, thì mình ngồi mình suy nghĩ là thôi, à, đến lúc nào đó, à, mình cũng bị như vậy. Thành ra có những người, người ta có đời sống nội tâm, à, có đời nội tâm, nên người ta mới, à, từ muốn từ bỏ, muốn ly dục, mà muốn ly dục, à, để chi? Muốn ly, à, những cái cảnh trần này, người ta muốn lìa, người ta muốn xa những cái cảnh trần này, để người ta tìm được cái đời sống nào đó, à, nó cao quý hơn. Thành ra người ta mới đi tìm đến, à, cái sự tu tập, à, về tâm linh. Người ta tìm đến cái sự tu tập về tâm linh, người ta tìm đến những cái trạng thái, những cái trạng thái nào mà chúng ta không cần phải có cái dục, mà nó được an tịnh không, à, nó được cái sự an vui không, thì người ta mới đi tập cầu, người ta mới đi tìm. Thì khi mà tìm, người ta mới biết được, à, trên thế gian này vẫn còn những cái phương pháp, à, vẫn còn những cái phương pháp làm cho, à, tâm của mình, à, tâm của cái vị mà tu tập, à, sẽ được cao quý hơn, à, sẽ được an tịnh hơn. Nên từ đó, đó người ta mới dấn thân vào, người ta tiến thân vào cái đời sống, à, tu tập về thiền định, à, tu tập về thiền định. Mà trước khi á, một người mà muốn, à, tu tập về thiền á, thì người đó phải sao? Phải có cái sự hộ trì các căn, có nghĩa là có cái sự giữ giới. Giữ giới ở đây á, nó không phải là chúng có, à, thọ giới không, à, chúng ta phát nguyện, à, chúng ta phát nguyện rằng là chúng ta nguyện, à, tránh xa, à, cái sự, à, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vân vân. Thì những cái điều đó là chúng ta phải, chúng ta muốn cái tâm của mình á, nó không có bị cái sự hối quá. À, hoặc là chúng ta cũng như ngày hôm qua chúng ta học cái pháp đó, à, cái chúng ta học cái bài pháp ngày hôm qua đó, có ở trong cái trường hợp cái chi pháp thứ ba đó, là nói là mình phải có những cái pháp để mà hộ trì cái pháp mà mình đang hành trì đó. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta muốn, à, tu tập được thiền định, à, chúng ta muốn tu tập được thiền định, thì chúng ta phải có cái pháp gì đó để mà nó hành theo, để mà nó hộ trì, để cho, cũng như là giống như là nó trợ giúp cho mình vậy đó. Thì một người mà muốn tu tập về thiền định á, thì cái người này phải có cái pháp hộ trì. Có nghĩa là cái điều nào? Có nghĩa là cái người này phải tu tập, à, cái pháp không sát sanh, à, không có trộm cắp, à, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Để chi? Để cho nó hỗ trợ, à, nó hỗ trợ cho mình tống được những cái triền cái, à, hoặc là mình đè nén được, à, những cái triền cái này. Thành ra ở trong cái bài kinh này, à, bài kinh Sa Môn Quả đó, nói rằng là cái vị đó nó phải có giới quẩn cao quý, à, phải ngoài cái giới quẩn cao quý rồi đó, cái vị này phải biết, à, phải biết hộ trì với các căn, à, sống luôn luôn có cái chánh niệm, à, có cái sự tỉnh giác. Thì nguyên một cái cụm này á, là nói về cái gì quý vị? Nói về cái vị đó phải giữ giới, cái vị đó phải có giới. Sau khi có giới rồi đó, thì cái vị này á, là phải biết tìm đến một cái chỗ, một cái chỗ thanh vắng, một cái chỗ thanh vắng, chẳng hạn như là một cái khu rừng, một cái gốc cây, à, trong ở trong cái thời nay đó, thì chúng ta không có cái khả năng, à, đến một cái khu rừng hoặc là đến một cái gốc cây. Thì chúng ta cũng tìm một cái chỗ nào đó nó tương đối, à, tương đối, ví dụ như là ở trong một cái căn phòng, à, hoặc là ban đêm thì ở ngoài một cái lan can, một cái hành lang, nói chung là một chỗ nào đó nó yên ổn, à, một cái gốc cây, một cái vách nào đó ở ngoài trời, hoặc là ở ngay chỗ một cái, thậm chí ngay cả một cái đống rơm cũng được, à, một cái đống rơm cũng được. Có nghĩa là cái nơi đó nó không có cái sự ồn ào quá thôi, à, nó không có cái sự ồn ào đó thôi đó. Rồi chúng ta với một cái tư thế, à, với một cái tư thế kiết già, à, lưng thẳng, nghĩa là chúng ta ngồi để mà chúng ta, à, tu tập, à, chúng ta ngồi, à, với một cái tư thế nào đó nó thích hợp, à, với mình, à, cái lưng thì nó không có cong quá,
cái mắt thì nó cũng không nhắm lại quá, nó cũng vừa thôi, với một cái tư thế mà mình cảm thấy mình thoải mái. Rồi từ đó đó cái vị đó mới an trú đặt niệm trước mặt. Có nghĩa là bây giờ là chúng ta, một là chúng ta tu tập theo cái đề mục hơi thở, hoặc là nếu mà nói về thiền định thì chúng ta chọn một trong 40 cái đề mục kasina, đất nước lửa gió hay là xanh đỏ trắng vàng gì đó vân vân, chúng ta tìm ở trong đó, cũng như ở trong chú giải quyết xuất thế mắt nhá thanh tịnh đạo á, nói rằng là ví dụ như là mình thích hợp thì mình thích hợp với đề mục đất thì mình làm một cái kasina đất, thì mình làm một cái kasina đất á, có nghĩa là như thế nào. Ở trong chú giải thanh tịnh đạo nói rằng á, là chúng ta đi tìm một cái miếng đất sét mà nó có cái màu của mặt trời mọc, có nghĩa là cái màu xám trắng nó vừa trắng mà nó trắng màu xám xám đó, chúng ta về chúng ta làm ra một cái hình tròn, một cái hình tròn với một gang tay, với cái chiều ngang của bốn ngón tay, giống như ở thời nay thì chúng ta cho rằng là giống như là 25 phân, giống như là 25 phân. Thì ở trong chú giải nói rằng là chúng ta để một cái ngay chỗ trước mặt của chúng ta, ngay chỗ một cái tầm, một cái tầm nhìn nó vừa phải thôi, nó vừa phải thôi, thì chúng tôi đón cỡ chừng là ba tay, là cái cỡ như là cái chừng là 2,5 mét gì đó, giống như là mình để hai cách mình không có quá xa mà nó cũng không có quá gần. Mà đối với cái hình đó đó, cái casino đó đó, là mình cũng không có để mà nó trên cái mặt mình quá, trên cái cặp mắt mình quá, mà mình cũng không có để mà dưới cặp mắt mình quá. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là mình để vừa tầm thôi. Bây giờ mình để mà nó trên cặp mắt mình quá, mình phải lên, mình phải ngó lên. Còn giờ mình để ở dưới quá thì mình phải gục xuống, mình ngó xuống. Thì như vậy á, thì nó không có thích hợp, nó không có thích hợp cho cái quay nghi của mình. Thì sau khi mình làm hết những cái điều đó rồi, sau khi chúng ta làm hết những cái điều đó rồi đó, thì coi như là chúng ta sẽ ngồi ở đó để mà chúng ta niệm, chúng ta nhắm mắt vừa đủ là thôi, chúng ta nhắm mắt vừa đủ là thôi. Rồi chúng ta niệm đất đất bát tha quy đất đất đó, chúng ta niệm chừng nào mà cho chúng ta thấy rằng là coi như là mình không có nhìn, coi như là chúng ta không có nhìn vào cái casino đất đó, mà chúng ta vẫn có ở trong tâm, chúng ta vẫn có cái hình của casino, có nghĩa là hình mặt tròn của đất đó, chúng ta vẫn có cái hình đó ở trong tâm của chúng ta. Tuy rằng chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta ngồi, chúng ta niệm đất đó, chúng ta không có ngó cái casino đó nữa, nhưng mà trong tâm của chúng ta lúc nào nó cũng hình dung được, nó cũng hình dung được cái cách đó. Giống như là bây giờ mà chúng ta nhìn cái tượng Phật quen rồi, chúng ta nhìn cái tượng Phật quen rồi, thì coi như là bây giờ chúng ta ngồi mà chúng ta niệm Phật đó, mà chúng ta vẫn hình dung được cái hình ảnh của Đức Phật ở trong tâm của chúng ta đó, thì chúng ta tu tập cái đề mục casino đất đó, là chúng ta nhắm mắt lại mà chúng ta niệm đất, mà chúng ta niệm hoài như vậy, mà đến khi mà chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta không có nhìn nữa, mà chúng ta vẫn thấy cái casino đất đó nó hình tròn như vậy, cái màu nó như vậy đó, rồi chúng ta cũng không có để ý gì nhiều, chúng ta chỉ để ý một cách tổng quát như vậy thôi, thì đó từ từ ở trong tâm của chúng ta đó, chúng ta coi như là chúng ta thấy rằng là bây giờ đó, mình nhìn trong tâm mình nhìn thấy cái casino đất đó, nó giống như là một cái đĩa ngọc vậy đó. Hồi nãy á, hồi những cái lúc mà mình tu tập á, những cái ngày trước, những cái tháng trước, những cái tuần trước, vân vân, thì chúng ta nhìn cái casino đất đó, chúng ta còn thấy cái sự lồi lõm, hoặc là nói chung là chúng ta còn thấy kẽ hở, hoặc là những cái lồi lõm gì đó nó của đất, nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn chúng ta không thấy nữa, chúng ta thấy rằng là cái đó nó giống như là một cái đĩa ngọc vậy đó, giống như là một cái đĩa ngọc, giống như là bây giờ chúng ta nhìn ra ngoài mặt trời, nhưng mà chúng ta không thấy được cái khiếm khuyết gì của một cái ánh sáng của mặt trời vậy đó. Đó thì coi như là lúc đó chúng ta vẫn còn cái sự niệm niệm về đất nữa,
Thì lúc bấy giờ á, là chúng ta có được cái quang tướng, có được cái ấn tướng rồi, chúng ta có được cái nimitta, có được cái ấn tướng của cái kasina đất đó rồi. Thì chúng ta niệm vậy, chúng ta an trú, an trú tâm trên cái kasina đó, trên cái đề mục đó một cách liên tục, lâu, một thời gian lâu, thì coi như là lúc đó là chúng ta đắc được, chúng ta đắc được định. Cái đó thì bây giờ á, thì mới vô cái bài, bây giờ mới vô cái bài đó. Cái đầu tiên á, là chúng ta đắc được cái định mà gọi là hữu tầm hữu tứ, là một cái trạng thái định của thiền, có tầm có tứ, tức là định của sơ thiền, định của sơ thiền. Lúc bấy giờ á, là quý vị biết rằng là chúng ta có cái định của sơ thiền á, có tầm có tứ, có hỷ có lạc có định, đó là coi như là nó đè nén được. Lúc bấy giờ á, là coi như là tâm của chúng ta an trú rồi, nó đè nén được năm cái truyền cái này rồi. Đối với cái chi định á, chúng ta thấy rằng là tầm tứ hỷ lạc định, năm cái chi thiền này là coi như là lúc bấy giờ á, là sẽ đè nén được năm cái truyền cái. Đối với chi định á, thì nó sẽ đè nén được dục dục cái, có nghĩa là đè nén được cái sự tham muốn. Rồi đối với chi hỷ á, thì coi như là nó đè nén được cái sân độc cái. Rồi cái chi tầm á, cái chi tầm á, là cái sự hướng tâm, cái sự hướng tâm thì nó sẽ đè nén được hôn thị cái. Rồi cái chi tứ á, thì nó sẽ đè nén được cái hoài nghi cái. Rồi cái chi lạc á, thì nó sẽ đè nén được cái trạng hối cái. Đó thì quý vị thấy rằng lúc bấy giờ á, năm cái chi thiền này, năm cái chi thiền này nó sẽ đè nén được năm cái truyền cái. Khi mà chúng ta đến cái cho đến cái giai đoạn này rồi đó, thì chúng ta thấy rằng là một người đã ly dục, ly các ác bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền có tầm có tứ có hỷ có lạc có định. Đó là một cái công đoạn mà khi mà chúng ta tu tập, mà quý vị cũng như hồi nãy chúng tôi đã trình bày rồi. Nhưng mà lấy cái gì đầu tiên là cũng phải là coi như là có giới quẩn cao quý, có cái sự hộ trì của các căn. Chứ bây giờ mà quý vị thấy rằng chúng ta tu tập mà chúng ta không có cái sự hộ trì của các căn, có nghĩa là đối với lục căn của chúng ta đó, những cái giác quan của chúng ta đó, chúng ta không có đi tìm, chúng ta không có đi tìm các dục nữa. Bây giờ chúng ta không có suy nghĩ đến hôm nay là có đại nhạc hội, hoặc là hôm nay là có thiên nga bari banai, hay là chúng ta không có màng đến những cái điều đó. Có nghĩa là chúng ta hộ trì các căn, những cái điều đó chúng ta bỏ ngoài tai, những cái quảng cáo đó bây giờ là chúng ta bỏ ở ngoài tai. Thì như vậy đó mới gọi là chúng ta có cái sự hộ trì các căn. Chúng ta phải phòng hộ từ xa. Một người mà muốn tu tập về thiền á, là phải phòng hộ từ xa. Ngay cả những cái câu chuyện cũng vậy, ngay cả những cái sự nghe ngóng cũng vậy. Quý vị thấy rằng á, khi mà mình nói mình tu thiền á, mà mình nghe cái hội chúng nào người ta sầm xì, người ta bàn cái gì đó, mình cũng đưa cái lỗ tai vô mình nghe, thì như lúc đầu đã nói rồi, cái coi vậy chứ cái giác quan của mình á, đối với cái thần kinh nhĩ của mình á, khi mà mình nghe cái gì rồi đó, thì quý vị thấy rằng một á, là tham nó sanh lên, hai là sân nó sanh lên, ba là hôn thị cái nó sanh lên. Bây giờ người ta nói xấu mình á, mình nghe biết mình cũng chán, mình nghe biết mình cũng buồn ngủ. Mà hãy mà người ta nói tốt mình á, người ta đưa mình lên quá, biết là mình nghe cũng đầy quá, mình cũng buồn ngủ. Thành ra đó, cái đường nào cũng vậy, khi mà chúng ta nghe nhiều quá đó, thì cái truyền cái này nó không sanh lên đó, thì cái truyền cái kia nó cũng sanh lên. Mà nhiều khi mà chúng ta tu tập á, mà nó còn sơ cơ, mà nó còn yếu quá, nhiều khi mình nghe nói á, rồi hoài nghi nó sanh lên. Thành ra đó, đối với cái người mà muốn tu thiền á, là coi như là phải hộ trì các căn, hộ trì các căn. Quý vị biết rằng á, ở trong thời nay á, nó có nhiều cái, đối với cái mạng xã hội nó rất là nhiều. Có nhiều khi á, mình nghe mình không khéo á, mình không khéo tác ý, hoặc là mình không biết chọn cái gì đó để mình nghe, cái lỡ mà ngày nay cái bắt đầu cái mình không có khéo thu thúc các căn, tự nhiên giờ mình nghe cái người nào ta nói ôi cái thời nay là cái thờ mạt pháp, thờ nay tu không ai chứng đâu, cái thờ nay tu tập không ai chứng đâu. Rồi cái mình ngồi mình về mình cũng bị hoài nghi, mình nói rồi
Hồi bữa mình nghe nói vậy, mà hôm nay mình nghe nói cái thời buổi này là không có ai tu tập chứng đâu mà thiệt. Hồi hồi lúc bữa giờ mình nghe pháp rồi mình cũng đi chùa, đi có chỗ này chỗ kia quá trời luôn mà mình đâu có thấy ai có thành thông đâu. Chắc đúng rồi, người ta nói là thời này không ai chứng được. Thì nếu mà mình yếu á, cái tâm mình yếu á, mình nghe cái điều này nó rất là nguy hiểm quý vị. Mình nghe cái điều này rồi mình về mình so với thực tế, thật sự ra đó quý vị thấy không, ở trong chú giải mô tả chúng ta có nhớ, chúng ta có thu thúc lục ngăn, rồi chúng ta tìm hiểu cái đề chúng ta tu tập đi, chúng ta ngồi đó chúng ta niệm đất 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 đi, chúng tôi bảo đảm nếu mà quý vị không đạt đến định thiệt, không đạt đến cận định thiệt, nhưng mà mình cũng có cái sự quan hỷ, thật ra nó quý vị biết rằng những người mà người ta tu tập về thiền định đó, người ta có cái sự tự hào hoặc là người ta có sự ngã mạn á, thì là tại sao người ta có quý vị? Người ta có được một chút gì ở trong đó, người ta có được một chút gì ở trong đó, một chút an lạc gì đó, một chút gì an vui đó, thành ra người ta mới có cái sự tự hào, mới có sự ngã mạn đó. Nhưng mà đối với ở trong bài kinh mà đoạn giảm đó, Đức Phật nói là không có được, không có dừng lại ở cái chỗ đó được, phải vượt qua. Thì ở đây chúng tôi nói á, chúng tôi muốn nói cái ý là chúng tôi không phải là khen cái người mà có cái tự ngã hoặc là có cái sự ngạo mạn, nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng là khi mà chúng ta có cái sự cố gắng, chúng ta tu tập, chúng ta cũng nếm được một hương vị gì đó, một chút ở trong cái đời sống tu tập. Bây giờ á, thật sự ra quý vị, thí dụ như thường thường quý vị tu tập á, quý vị ngồi, quý vị hành thiền đi, mình niệm hơi thở hoặc là mình tu tập về cái đề mục Kasina đất này đi. Đó, mình ráng mình ngồi vượt qua nửa tiếng đồng hồ, ráng ngồi qua được 15 phút thì mình sẽ thấy mình có một cái trạng thái nó khác. Một cái trạng thái, bây giờ chúng tôi xin lỗi chứ bây giờ quý vị ngồi quý vị coi một bộ phim. Một bộ phim một tiếng đồng hồ. Rồi quý vị đem so ra quý vị ngồi, quý vị hành thiền 15 phút đồng hồ hoặc là 30 phút đồng hồ. Thì hai cái trạng thái này sau khi mình coi xong một bộ phim và sau khi mà mình hành thiền được nửa tiếng đồng hồ thì quý vị sẽ có một cái trạng thái mà mình thấy rõ ràng là nó khác nhau. Khi mà mình hành thiền xong rồi đó thì tự nhiên là mình cảm thấy ở trong tâm mình á, nó có một cái sự an lạc nó nhẹ nhàng hơn. Cái sự an lạc này nó nhẹ nhàng hơn là mình vừa coi xong, xem xong, hoàn thành một bộ phim đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói lên cái điều này là một cái điều là chúng tôi muốn nói rằng là cái sự tu tập, cái sự hành thiền, nó có một cái cảm giác, hoặc là nó có một cái trạng thái, nó đem lại cái đời sống của chúng ta nó có một cái hạnh phúc mà nó không có vướng dấp vào những cái dục nhiều, nó không có vướng dấp vào những cái dục nhiều đó. Thành ra đó, nếu mà mình mà phát triển được, nếu mà mình phát triển được thì tốt. Còn mình không phát triển được á, thì mình cũng nếm được cái sự an lạc mà mình vừa hành thiền được 15 phút hoặc là 20 phút. Thậm chí nó có ít lắm đó, là 5 phút mình cũng có cái kết quả. 5 phút mình cũng có cái kết quả. Ngày hôm nay 5 phút, ngày mai 5 phút. Hết cái cuộc đời này 5 phút, mình lấy 5, mình nhân cho mấy chục năm. Mấy chục năm trời, hoặc là mấy ngàn ngày trời như vậy. Thì cái phước của mình nó rất là nhiều. Thành ra quý vị thấy rằng á, như ở trong Quy Diệu Pháp nói á, là một khải móng tay, có nghĩa là mình búng tay một cái chốc vậy á, là triệu triệu sát na sanh diệt. Mà quý vị nghĩ đi, mà mình ngồi mình an trú trong cái đề mục hơi thở, hoặc là mình ngồi mình niệm Phật, hoặc là mình ngồi mình an trú ở trong Kasina đất, thì coi như là bao nhiêu tỷ sát na nó sanh diệt. Có nghĩa là lúc đó mình thôi, mình được ở chừng ngàn sát na, ngàn sát na thiện đó, nó sanh lên thôi, thì nó cũng tốt rồi. Nó cũng tốt hơn là mình ngồi mà mình nghe người này nói, người kia nói, ai cái sự tu tập không có ai chứng đắc đồ này kia đâu đó, rồi mình khởi lên cái sự hoài nghi. Thành ra đó, nếu mà một người nào muốn đời sống của mình an vui thì cái thu thúc lục căn á, mình cần, là mình rất là cần quý vị, rất là cần. Cái gì đáng nhìn thì nhìn, cái gì đáng nghe nghe, cái gì đáng ngửi thì mình ngửi, cái gì mà đáng nếm mình nếm, cái gì mà đáng xúc chạm thì mình xúc chạm, còn cái chuyện mà nó không đáng thì thôi, mình để dành cho cái thời gian mình chiêm nghiệm về cái sự tu tập về thiền định đó. Thì đó là
cái đầu tiên mà mình muốn được là có cái sự mà cái định mà hữu tứ này này, là cái vị đó nó trước tiên ly ác chứng và trú sơ thiền có tầm có tứ có hỷ có lạc, có là năm cái chi thiền này nó sẽ áp chế được năm cái truyền cái. Thành ra chúng ta gọi là cái thiền thứ nhất là do cái sự ly dục mà định nó sanh, do cái sự ly dục mà định nó sanh. Rồi bây giờ là coi như là pháp thứ hai á, là định mà nó vô tầm hữu tứ. Định mà nó vô tầm hữu tứ nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là định này á, nó không cần cái tầm nữa, không cần biết tất cả, không cần cái sự hướng tâm nữa. Tại sao á, hồi nãy á, là phải có định, hồi nãy sơ thiền á, định á, phải có tầm, có tứ, có hỷ, có định, nghe đó, phải có tầm chứ có... Tại vì cái lúc đó cái tâm của chúng ta nó còn bị dục nó chi phối nhiều, còn bị truyền cái nó chi phối nhiều. Thành ra bây giờ chúng ta cần phải hướng tâm, hướng tâm đến nha, hướng tâm đến. Mình cần phải có cái sự mà tứ, có nghĩa là cái sự rà soát ở trên cái đề mục, nhắm mắt lại niệm đất 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 đất, có nghĩa là chúng ta cần phải phát triển tứ. Tại vì sao? Tại vì cái này nó sống với dục rồi, lâu ngày nó sống với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh bị cảnh xúc. Thành ra đó, bây giờ cái tâm của chúng ta rất là yếu, chúng ta phải cần có cái sự phát triển của tâm, của tứ. Đó, lúc đó chúng ta mới áp sát được cái đề mục, chúng ta mới niệm một cách liên tục, niệm một cách liên tục. Còn chúng ta không có tầm, không có tứ đó, thì chúng ta niệm hồi chúng ta bây giờ không biết là tới giờ làm công chuyện chưa, đi làm công chuyện hoặc là thôi sao không biết tới giờ nghỉ chưa mà nó buồn ngủ này kia, cái lúc này nó yếu, cái lúc sơ cơ đó, cái lúc đầu nó yếu. Thành ra chúng ta cần phải có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có định. Đó, mà bây giờ đó là khi mà chúng ta chứng được sơ thiền mà do ly dục sanh rồi, bắt đầu là bây giờ cái tâm của chúng ta có cái đà rồi nha, nó có cái đà rồi, nó mạnh rồi. Bây giờ chúng ta ngồi xuống, chúng ta tu tập về thiền, chúng ta ngồi xuống chúng ta tu tập về thiền. Bây giờ là chúng ta cần tầm luôn, khỏi cần tầm. Là tại sao vậy? Tại vì bây giờ cái tâm của chúng ta nó mạnh rồi, chúng ta đã bước lên được cái định của sơ thiền rồi. Bây giờ cái tâm của mình nó mạnh rồi, nó không cần phải nhìn kỹ cái ca si ná đất này nữa. Bây giờ chỉ cần nhìn sơ qua, niệm đất 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 đó, là coi như là nó có quan tướng nó xuất hiện ở trong tâm của mình liền. Nó xuất hiện ở trong tâm của mình liền. Cũng như hồi đó đó khi mà mình còn chưa vô lớp 1 á, thì ở nhà ba mẹ mình dạy cho mình, hoặc là người nào đó người ta kèm cho mình đó, người ta đưa cái quyển tập viết ra nè, đó cái chữ nè o tròn vo như quả trứng gà nè, đó vân vân, hoặc là chữ c nó có phân nửa vòng tròn này nè, đó chúng ta cầm cái viết chì chúng ta đồ lên rồi sau này, rồi mới đồ xong rồi cái bắt đầu người ta mới đưa cho mình một cái tờ giấy khác có những cái ô ly như vậy, rồi cái bắt đầu cái mình mới vẽ chữ o lại, khỏi cần có cái chữ mẫu đó. Có nghĩa là bây giờ là trong cái trạng thái của nhị thiền, cái trạng thái nhị thiền không cần tầm nữa mà chỉ cần có tứ thôi, chỉ còn có tứ thôi. Chúng ta bây giờ là phải đồ nữa. Bây giờ đưa giấy đây, cái hàng chữ, cái hàng mà hàng cái tờ giấy đó nó có cái ô ly nó giống như vậy được rồi. Đó là bây giờ mình để ngay chỗ đó, mình chấm ngay chỗ đó, cái mình vẽ một cái vòng tròn là thành chữ O. Mình chấm ngay chỗ này, mình vẽ, mình quẹt cái là thành chữ C liền. Có nghĩa là giống như là bây giờ là đối với cái nhị thiền này đó, chúng ta không cần tầm nữa. Cũng giống như là cái người mà người ta bây giờ người ta viết được rồi, người ta không cần phải trước khi viết phải đồ, không cần trước khi viết phải đồ. Có nghĩa là lúc này người ta vững rồi, người ta vững rồi, người ta hình dung ra được cái chữ O rồi, người ta không được chữ A, chữ C rồi, bây giờ tôi không cần đồ nữa. Đó thì có nghĩa là trong cái lúc đầu mà mình tu tập thì cái tâm mình nó còn bị chi phối của các dục. Thành ra lúc đó chúng ta cần phải có cái sự mà niệm, hướng tâm đến
cái sự mà rà soát, có nghĩa là tầm và tứ nó phải phát triển ra điều mới được, mà nó phải hướng đến, nó phải tìm kiếm đến, hoặc là nó bám sát vô cái đề mục niệm đất 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 hoài, chứ không có cho cái tâm mình nó nhớ tới là gần tới giờ nghỉ rồi, hoặc là nó không có cho cái tâm mình nó đi lạc ra khỏi cái đề mục đó. Là một cái người á, lúc đó là cái tâm mình yếu, mình phải cần. Bây giờ đến cái định á, mà cái định mà vô tầm hữu tứ, có nghĩa là bây giờ cái trạng thái tâm của mình nó mạnh rồi, nó mạnh hơn hồi mà mình chưa chứng được sơ thiền, nó mạnh hơn rồi, thành ra bây giờ chúng ta không cần tầm nữa, chúng ta không cần tầm nữa, mà chúng ta chỉ cần nhắm mắt là chúng ta niệm, giống như là mình rành rẽ trong thiền rồi đó, giống như mình rành rẽ trong thiền rồi đó, mình chỉ cần nhắm mắt lại là mình tu tập, mình an trú ở trong đề mục, thì lúc bấy giờ á là coi như là cái chi thiền, cái nhị thiền nó sẽ sanh lên liền, có nghĩa là cái trạng thái tâm của mình định tâm ở trong cái đề mục kasina đất đó một cách liên tục, thì lúc bấy giờ á định nó phát sanh. Định nó phát sanh chỉ có tứ, có hỷ, có lạc, có định thôi. Đó gọi là cái định của sơ thiền. Rồi kế tiếp nữa đó, cái định mà vô tầm vô tứ. Vô tầm vô tứ là bây giờ là cũng như là cái tâm của chúng ta nó đã quá mạnh rồi. Cái tâm tu tập của mình nó quá mạnh rồi. Đối với cái đề mục này mình rành rẽ quá rồi. Cái đường đi lối về mình đã rành rẽ quá rồi. Cũng như bây giờ á, là đưa cho mình cái tờ giấy đó, khỏi cần cái ô ly, mình lên bảng mình viết, khỏi cần kẻ hàng nữa, là mình viết thẳng hàng, không có bị xéo, không có, nói chung là giống, hoặc là giống như cái người mà người ta may đồ, mà người ta may rành rồi thì thôi, là chỉ cần mà vừa ngồi vừa nói chuyện may luôn, hoặc là giống như cái người mà đang lát, mà người ta đang lát rành rồi đó, là người ta vừa ngồi nói chuyện, vừa đang lát luôn, chứ khỏi cần mà lấy cái gì ra đo nữa hết đó. Hoặc là quý vị thấy rằng giống như những người thợ cưa đó, khi mà người ta cưa mà rành rồi thì thôi, cứ ngay cái tim, ngay cái đường vẽ đó mà người ta cưa, chứ không có đo đi đo lại nhiều lần nữa, không có cần phải đo đi đo lại nhiều lần nữa. Thì cái định, tại sao mà có cái định mà vô tầm vô tứ này, có nghĩa là cái tâm định của cái vị hành giả đó, cái người tu tập đó, đó là mạnh quá rồi. Thành ra bây giờ đó là coi như là bỏ tầm bỏ tứ luôn, chỉ có hỷ lạc định thôi đó. Thành ra đó, tại sao mà chúng ta thấy rằng ở trong cái bài học ngày hôm nay á, nói về ba loại định, mà cái định đầu tiên á, thì có tầm có tứ, rồi cái định thứ hai á, thì vô tầm mà hữu tứ, có nghĩa là bây giờ không có cần tầm nữa mà phải có tứ rồi á. Cái định thứ ba đó, cái định thứ ba là định vô tầm vô tứ luôn, không cần nữa. Đó có nghĩa là lúc bấy giờ đó là cái vị đó, đó coi như là có cái sự nhiệt tâm rồi, có cái sự mà từng tự rồi, có cái sự mà thực hành cái pháp này nó đã rành rồi, nó không có cần, nó không có cần phải ngồi ở đó mà niệm lâu, giống như là phải lấy trớn gì đó, nó không có cần nữa quý vị. Đó, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là muốn đạt được những cái định này là coi như là vị ấy là phải có giới, phải có hộ trì các căn, chánh niệm tỉnh giác, rồi phải đi đến một cái chỗ nào đó nó yên lặng, nó vắng, để mà nó không có những cái tiếng động nó gây ồn ào, rồi mình tu tập với cái đề mục nào đó nó thích hợp với mình. Mình có cái niềm tin, mình phải có cái niềm tin, mình an trú vô trong đó, để mà mình an trú ở trong cái đề mục đó, mình tu tập, thì mình tu tập dần dần, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, thì đến một lúc nào đó nó cũng đạt đến cái trạng thái an lạc. Mà hễ mà mình mà đạt đến cái trạng thái an lạc này rồi, có nghĩa là mình đạt đến cái định này rồi á, thì có thể mình an trú, mình được cái sự mà yên lặng, cái sự vắng lặng của những cái truyền cái. Mà nếu mà mình có cố gắng á, thì mình an trú, mình nhập định, mình ở trong định đó 2-3 tiếng đồng hồ, hoặc là nửa đêm, hoặc là nửa ngày, hoặc là 2-3 ngày, vân vân, tùy theo cái trình độ, tùy theo cái khả năng của người đó. Thì từ đó, đó là coi như là mình đạt được cái sự an lạc đó, mà nó không cần những cái dục, ví dụ như bây giờ á, đối với mình không có thiền định á, mình phải ăn no, ngủ ở trên niệm, phải có máy lạnh, thì nó mới gọi là được cái sự an vui,
nó được cái sự vẻ khoắn. Nhưng mà bây giờ mình thấy cảm thấy những cái dục đó đó là nó không có mình không có thể nào mà mình vùi đầu vào cái dục này hoài được, mà mình phải tìm cái nào mà nó cao hơn, nó tế hơn, có nghĩa là không cần những cái yếu tố này mà tâm mình vẫn được thư thái, tâm mình vẫn được cái sự an vui. Thành ra những người đó người ta mới đi tìm đến một cái trạng thái mà thoát khỏi các dục, để mà người ta tìm một cái lạc, một cái niềm vui hoặc là một cái sự an tịnh mà nó lớn hơn nữa. Đó mình tu tập về xá ma thí để mà đạt đến ba cái loại định như cái bài học ngày hôm nay. Thì con kính bạch sư phụ Tỳ Siêu và thượng tọa Nhất Đẳng, ngày hôm qua đó thì con chưa có nhận được cái bài học, và con chỉ coi ở trong cái phần tiếp theo của kinh Trường Bộ, kinh Thập Thượng đó, thì con thấy ba cái chi pháp này, thành ra con cố gắng con nghiên cứu, con soạn được có nhiêu đây thôi là hết cái sức của con rồi. Hồi nãy thì con thấy đọc nguyên cái bài kinh Sa Môn Quả đó thì rất là dài, nghe cũng rất là dài, mà con cái khả năng con soạn được có tới đây, con tìm rất là nhiều và con nhớ lại những gì trước đây con đã học đó. Chỉ trình bày đến ba loại định này thôi, thành ra con xin được giảng đến đây thôi. Con mong các ngài quan hỷ cho cái sự soạn bài của con được như đây thôi. Thành ra ở cái phần sau con chưa có suy tư kỹ về cái điều đó, thành ra con không có dám giảng tiếp theo nữa. Mong quý ngài thông cảm giùm con. Bây giờ thì con xin được kết thúc cái bài giảng này. Với cái phần phước này con xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tu nữ. Mong quý ngài vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thủ cái trên đề đi Phật tịch và thì tòa tiểu siêu, không biết thiền tòa có ở trên máy và thiền tòa có nghe được không? Nếu thiền tòa tiểu siêu đang có mặt trên máy, xin thỉnh thiền tòa hoan nghị trả lời cho cô theo luật đầu tiên. Dường như thiền tòa tiểu siêu không có mặt trên máy. Quý Phật tử có thấy thiền tòa Phật đăng, thiền tòa đăng, thiền tòa có mặt trên máy không? Thượng tọa Pháp Tinh, Thượng tọa Pháp Tinh có mặt ở trước máy không vậy? Dạ, Thượng tọa Pháp Đăng. Thượng tọa Pháp Đăng chữ quý tắc cá mà chúng ta dịch chữ tầm được xài rất là rộng ở trong Phật học. Ví dụ chúng ta nói là dục tầm, sân tầm, hại tầm, rồi nói tầm tứ hỷ lạc định. Hoặc giả là trong Kinh Đế Thích Sự Vấn còn nói là tầm có những thứ nên thân cận và những thứ không nên thân cận. Thì Thượng tọa Pháp Đăng khoan hỷ, trong cái định nghĩa ở trong Phật học khi mà nói đến đi tất cả tầm Nam mô Bụt Tha Giá. Thưa thượng tọa Giác Đẳng đã rớt mic rồi và bây giờ trong diễn đàn không nghe gì hết. Con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại cầm mic. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thì tòa pháp đăng sinh thì tòa hoan hỷ định nghĩa chữ tâm ở trong Phật học nghĩa là gì? Chúng ta thấy có rất nhiều cái cách sử dụng khác nhau về thuật ngữ này. Xin kính thưa thưa tòa. Alo. Alo, gì nghe được không? Alo. Thì trong Phật học bên trong A Tỳ Đàm đó, trong bài kinh Đế Thích Sở Vấn thì chúng ta vẫn thấy những cái từ mà Đức Phật ngài giảng về tầm, về thọ, về tưởng, những gì nên nên thân cận, những gì nên tránh xa. Thì ở trong Phật học đó, thì chúng ta biết rằng cái sở tầm đó, vì nó liên quan đến những cái thiền chứng và nó cũng liên quan đến chánh tư duy. Bởi chúng ta biết rằng trong bát chánh đạo đó thì chánh tư duy á, là sở hữu tầm. Sở hữu tầm là cái sự suy tầm, suy tư. Và trong cái bài kinh Song Tầm á, thì Đức Phật ngài cũng có dạy về cái tư duy mà lúc mà ngài chưa có chứng ngộ đạo quả Niết Bàn mà ngài còn là Bồ Tát đó, thì ngài cũng chia ra hai cái loại suy tầm, suy tư. Những cái loại suy tầm suy tư nào đó mà nó mang là cái sự tổn giảm, có nghĩa là với cái nội lực tâm của chúng ta nó bị tổn giảm, đó là dục tầm, hận tầm và hại tầm. Những cái tầm nào mà nó đưa đến cái sự hướng thượng, đó là ly dục tầm, vô hận tầm và bất hại tầm. Thế trong bài kinh Song Tầm Đức Phật cũng có dạy như vậy. Và ở đây thì hiện tại giác đẳng thấy rằng chúng ta định nghĩa cái sở hữu tầm, cái chi tầm, tầm tầm tâm sở đó, mà chúng ta gọi là tâm sở, và sở hữu tầm nó trong hành quẩn cái gì, bởi sở hữu thọ thọ quẩn, sở hữu tưởng là tưởng quẩn, còn 50 sở hữu còn lại nó thuộc về hành quẩn. Và sở hữu tầm nằm trong 6 sở hữu biệt cảnh, 7 sở hữu kiến hành thì chúng ta biết là xúc thọ tưởng tư, một xúc hai thọ ba tưởng bốn tư năm định sáu mạng quyền bảy thất ý. Và sở hữu biệt cảnh có 6 cái: một tầm, hai tứ, ba thân giải, bốn cần, năm hỷ, sáu dục. Thì cái sở hữu tầm á, thì được gọi là hợp ở trong 55 tâm, ở trong bốn tâm dục giới á, trừ ra ngũ song thức, năm đôi thức á, thì nó không có hợp sở hữu tầm. Vì cái tâm sở mà nhãn nhĩ tỷ thiệt á, thân á, là những cái tâm mà làm việc máy móc, nó không cần, nó cũng giống như là một cái móc máy móc, nó không cần phải hướng tâm gì hết, tự động nó như vậy. Vậy chúng ta thấy rằng thai ngũ môn đó, thì ngũ song thức sanh khởi thôi, tiếp thâu quan sát, tự bản thân nó cái gì trước mắt thì nó đã thấy rồi. Còn tầm ở đây đó, mình có thể hiểu như là một cái sự tìm kiếm. Tầm được ví dụ như là cái sở hữu, mà được ví dụ con ong đó, nó đi tìm cái hoa, nó bay tới cái hoa. Chúng ta gọi là sở hữu tầm. Tầm tâm sở thì quý quý tất cá chia tác xích khá, trong cái A Tỳ Đàm thì cái tâm sở chia tác xích khá này đó thì là quý tất cá, là sở hữu tầm. Như vậy thì ở trong cái sở hữu tầm nó hợp được 55 thứ tâm đó, thì chúng ta thấy nó có thể hợp với tâm tham, tâm sân, tâm si. Vì hợp được tâm tham nên gọi là dục tầm, và mình hướng đến dục. Vì nó hướng đến được cái tâm sân, nên nó có hận tầm và hại tầm. Như vậy thì chính cái điều này được Đức Phật ngài phân biệt trong, và ngài Na Tiên Tỳ Kheo ngài cũng có dạy ở trong cái bài kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Thì chúng ta thấy rằng cái sở hữu tầm là vì nó hợp được 55 thứ tâm, trong đó có 11 tâm sơ thì nó có tầm, gọi là 11 tâm hữu tầm á, và 54 tâm giới chúng ta trừ ra ngũ song thức thì còn lại 44 thứ tâm, thì với 11 thứ tâm sơ thiền gọi là 55 thứ hữu tầm. Rồi cái sở hữu tứ là hữu tứ là 66 tâm, thêm 11 tâm nhị thiền nữa thì gọi là hữu tứ. Thì như vậy nên khi mà chúng ta nói như vậy thì chúng ta nói thẳng về chi pháp với Đức Phật thì ngài biết là cái tâm của chúng ta đó thì nó có những cái tâm sở đồng sanh với cái tâm chúng ta. Bởi vì tâm chúng ta giống như nước, những cái tâm sở giống như màu vậy. Và sở tầm này nó là một cái loại tâm sở mà nó giống như nó có một cái hướng tâm đến những cái đối tượng, hướng tâm đến những cái đối tượng mà chúng ta gọi sở tầm. Như vậy thì chúng ta hướng tâm đến những đối tượng mà được Đức Phật này mô tả đó, là khi mình sân hận một người nào đó, bây giờ cái tâm mình thường nhớ đến người đó, mình gặp người khác mình cũng nhớ người đó, nên gọi là cái sân
Cái sân tâm á, nghĩa là mình gặp đối tượng khác nhưng mình nhớ đối tượng đó. Còn dục tầm á, thì mình gặp đối tượng khác, mình cũng vẫn nhớ đối tượng đó, mình gọi là dục tầm. Như vậy á, thì cái dục tầm á, là hướng đến cái đối tượng mà trước đó mình đã thương, đã nhớ, nên gọi là dục tầm. À, nên bây giờ mình gặp người khác có cái cách giống giống á, thì mình đã nhớ, hoặc là họ xài những cái vật gì mình thường hồi lúc trước người đó xài, bây giờ mình gặp thì mình nhớ lại như vậy, nên gọi là dục tầm. Còn hận tâm là mình thấy những cái hình ảnh mà thường thường thì chúng ta biết rằng cái tâm hỗ trợ đó, có thân trợ hoặc là khẩu trợ. Thì thân trợ đó thì có những cái gì mà biểu hiện liên quan đến cái người đó thì chúng ta nhớ. À, rồi mắt chúng ta nhìn thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, thì những điều đó nó cũng làm cho cái tâm chúng ta nó sanh lên nhớ là những cái đối tượng đó. Nên trong cái bài kinh đó Thích Sở Vấn, Đức Phật Ngài có giảng một cách vắn tắt cho Thiên Chủ Đế Thích đó, thì Ngài nói rằng tầm nào sanh thiện nên gần, tầm nào bất thiện gia tăng nên trừ. À, tưởng nào sanh thiện nên gần, tưởng nào bất thiện gia tăng nên trừ. Và thọ nào sanh thiện nên gần, thọ nào bất thiện gia tăng nên trừ. Thì như vậy á, thì cái tầm á, tâm sở á, thì nó nằm trong trong tâm của chúng ta. Vì mỗi người đều có những cái tâm và những cái tâm sở giống nhau thôi. Nên Đức Phật với tâm của mình biết được tâm chúng sanh, hay là chúng ta quán nội phần, quán ngoại phần, quán về nội phần và quán ngoại phần. Ví dụ mình sắc pháp thì mình cũng có sắc nam tính, người nam. Còn cái người nữ thì cũng có sắc nữ tính, nên cái người nào cũng giống người nào hết, chứ không khác. Nên mình gọi là sắc, mình quán sắc nội phần hay ngoại phần. Rồi mình quán về danh nội phần hay ngoại phần, thì tâm của mình nghĩ được những điều đó, thì tâm người khác cũng nghĩ được điều đó. À, chúng ta gọi là cái quán nội phần, quán ngoại phần, quán nội ngoại phần. À, có nghĩa là chúng ta quán chúng sanh trước, quá khứ đã từng như vậy, vị lai cũng từng như vậy, mà hiện tại cũng từng như vậy. Có nghĩa là khi nào chúng ta đoạn trừ phiền não thì cái tâm nó, những cái sở hữu bất thiện này được đoạn trừ thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta không có đoạn trừ đó thì những cái sở hữu này nó vẫn ở trong tâm với chúng ta, nó là sở hữu tâm, đồng sanh với tâm. À, những cái pháp, những cái ác pháp, phiền não này vẫn ở trong tâm chúng ta. Nên khi mình nói rằng mình đoạn trừ những cái tâm bất thiện là như vậy quý vị, đoạn trừ những cái tâm cấu quế là như vậy. Vì cái tâm đó là cái đó là những cái phần cấu quế của tâm, mình cần phải được đoạn trừ. Giống như mình nói rằng sân độc cái giống như nước mà nó sủi bọt vậy đó. Hôn trầm thị miên cái giống như nước mà đóng rong. Trạo hối cái giống như nước sôi 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 sục, hay là nước trạo hối cái giống như nước gợn sóng vậy. Thì như vậy nên khi mà Đức Phật Ngài dùng những cái hình ảnh một hồ nước không có trong trẻo để mình thấy được, thì nó do nó trở ngại vấn đề đó, và tâm mình nó không có trong sáng vì nó đang bị cái tầm hướng đến cái dục tầm, hướng đến hận tầm, hại tầm. Còn khi mà mình hướng đến ly dục tầm, vô hận tầm và bất hại tầm đó, thì nó gọi là vô tham, vô sân và trí tuệ. Thì gọi là cái tâm trong sáng vì có nhân thiện. Còn cái tâm mà không trong sáng chúng ta gọi là nhân bất thiện. Thì chính vì như vậy nên cái sở hữu tầm được nói trong kinh điển rất là nhiều quý vị. Thì ở trong cái câu hỏi cái tường tọa thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic tường tọa, nếu cái gì cần nói thêm thì thỉnh tường tọa, nếu không thì thỉnh tường tọa tiếp tục được hợp. Chào tu kính trình thì tôi pháp đăng, thì tôi pháp tinh thì tôi có mặt ở trước máy không? Nếu thì tôi pháp tinh đang có mặt trước máy, xin thỉnh thì tôi trả lời cho câu thảo luận số 2. Thì tôi pháp đăng vừa định nghĩa về tâm, và hôm nay thì chúng ta đặc biệt chúng ta nói là có những pháp là hữu tâm hữu tứ, có những pháp là vô tâm hữu tứ, có những pháp là vô tâm vô tứ. Như vậy thì chữ tứ nó mang ý nghĩa chính xác là gì, và tại sao rất cần để chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của thuật ngữ? Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh.
để Đức Phật tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Trong cái thuật ngữ ở, đặc biệt ở trong thiền, như là Thượng Tọa Giác Đẳng đã nói khi nãy, là định hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ, vô tầm vô tứ, thì ở đây đó là cái thì chúng tôi nghĩ đó là một trong cái việc mà một người mà tu tập thiền từ ở cái án xứ, nương tựa vào cái án xứ để mà mình định tâm, mình trụ tâm, để rồi mình đắc định được, thì cái giai đoạn này đó thì phải nói rằng là nó từng bước. Chúng ta thấy rằng năm cái chi thiền là tầm, tứ, ý, lạc, định. Thì khi mà nói đến cái giai đoạn mà để một người mà để đạt được hoàn toàn định hết một cách vững mạnh, thì phải nói rằng nó phải trải qua nhiều cái giai đoạn. Nhiều cái giai đoạn. Từ cái việc mà một vị hành giả chuẩn bị cho cái đời sống thiền tập của mình, tức là hoàn cảnh xung quanh không có bị ràng buộc, không có hướng nhớ tới những chuyện quá khứ, cũng không suy diễn đến cái chuyện chưa diễn ra. Thì điều này đó là khi mà mình trụ tâm, một người có trụ tâm, như chúng ta biết rằng tứ là một trong những cái mức độ của một cái vị hành giả. Ví dụ như họ trụ tâm, họ hướng đến hay hoặc là họ bám sát vào trong cái đối tượng, bám sát vào trong cái đối tượng. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là khi tâm là mới là chỉ hướng đến, nhưng mà tứ nó là bám sát vào trong cái đối tượng. Cái đối tượng ở đây muốn nói tức là những cái đề mục. Bởi vì xoay quanh cái đề mục đó, vì hành giả có một cái sự trụ tâm nhất định do cái sự bám sát vào đó. Bám sát vào đó. Chúng ta thấy rằng cái việc mà nó ví dụ như mình mới có trụ tâm, mới có hướng tâm, thì rõ ràng là nó có những cái lúc mà nó hời hợt, có những cái lúc mà chúng ta, cái vị hành giả bị xa rời cái đề mục. Xa rời cái đề mục. Ở đây đó là do bị các cái pháp cái truyền cái. Nhưng mà tứ là một cái chi mà mình được gọi là ở trong các cái chi thiền, thì trong đó cái chi này nó sanh khởi lên để cho cái nội tâm của mình bám sát cái đối tượng. Và khi mà chi tứ có được đó, thì nó giảm đi, hoặc là nó mất đi những cái sự mà phân vân lưỡng lự, không có quyết đoán. Một điều này đó thì chúng ta thấy rằng cái việc mà định tâm nó cũng phải qua nhiều cái giai đoạn như vậy, và cứ làm tới làm lui. Mặc dù là ở trong cái buổi ban đầu một cái vị hành giả tu tập, thì cái việc mà định tâm một cái thời gian lâu dài nó rất là khó. Thời gian lâu dài, mình nói một cái thời gian lâu dài ở đây không phải mình nói là một vài ba tiếng, một vài ba giờ hoặc một hai ngày, nhưng mà phải nói rằng trong một thời gian ngắn nhất có thể nói đó, mình cũng không có thể nào có cái sự định tâm được, bởi do cái sự chi phối của các cái pháp truyền cái. Cho nên cái chi tứ sanh khởi là một trong những cái điều mà một vị hành giả lúc đó là bám sát vào trong cái đối tượng, xoay quanh ở trong cái đối tượng đó. Ví dụ như là một người mà đặt cho mình một cái đề mục đất, khi mà họ hướng tâm đến đó, trụ tâm đến đó, ban đầu thì còn sao lãng, khi chưa có được những cái trạng thái của chi thiền như thế, thì có thể là
có nó bị sao nhãng rất là nhiều. Nhưng mà khi mà có được cái chi tứ thì một cái vị hành giả nhìn vào trong cái đề mục đó, tâm của họ dán sát vào đó, dán sát vào đó, và lúc đó nó có những cái gọi là cái hiện tướng, hiện tướng, một trong những cái tướng mà để vị hành giả nhìn vào đó, để rồi là từ đó có thể tạo ra một cái ánh sáng hay là cái hào quang. Bởi vì cái đó nó là một trong những cái quang tướng mà vị hành giả có được. Thì khi đó một cái người, một cái vị hành giả luôn luôn bám sát vào trong cái đối tượng đó, bám sát vào trong cái đối tượng đó, nó không có bị sao lãng trong cái giai đoạn đó. Vì vậy cho nên là cứ lần lượt như vậy, lần lượt như vậy, và mỗi một vị hành giả như vậy thì đến lúc nào đó thì cái tâm của mình thật sự gọi là đạt được cái gọi là kiên cố định. Thì cái người mà đắc định được, dù là đắc sơ thiền hay là nhị thiền hay là tam thiền, thì gọi là thiền, gọi là định kiên cố, gọi là định kiên cố. Thì ở đây đó, cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà có một cái sự trụ tâm tương đối là vững chắc, tương đối là vững chắc, không có bị sao nhãng ở trong cái đề mục mà vị hành giả theo dõi. Cho nên là vì vậy cho nên là khi mà đạt được cái chi tứ thì cái trạng thái mà phân vân lưỡng lự của một vị hành giả về cái phương pháp tu tập của mình hoặc là cái đề mục mà mình đang theo dõi nó không có, nó không có. Và lúc đó đó là cái nội tâm tương đối là an tịnh, bởi vì do cái sức định của một vị hành giả theo dõi cái nội tâm của mình. Trên phương diện thiền thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng đang là tu tập thiền, hay là chúng ta cũng đang có giai đoạn là tập sự để hành thiền. Mặc dù là chưa có đắc thiền, nhưng mà mình hiểu ở trong cái kinh điển, hiểu ở trong những cái gì mà các bậc tiền nhân, các cái bậc tiền bối, các cái bậc tôn túc đã ghi chép lại, và những gì mà được các cái nhà chú giải họ giải thích cho mình nghe, các vị ấy giải thích cho mình nghe, thì rõ ràng là cái nội tâm có được một cái sự an tịnh rất là lớn. Mà nhờ vậy đó thì các cái triền cái mới có thể lắng dịu được, vì thấy lắng dịu được thì đắc sơ thiền, cái nhị thiền gì đó. Thì theo con nghĩ thì qua câu hỏi của thượng tọa thì con xin có cái ý để chia sẻ như vậy, có điều chi chưa đủ và con thỉnh thượng tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy nhé. Sa thú kính trưng thưa tổ Pháp Tân. Thưa tổ Tư Quyền, thưa tổ có trước máy và nghe được không? Nếu thưa tổ Tư Quyền nghe được kính thỉnh, thưa tổ trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi thưa tổ Tư Quyền, thưa tổ có nghe được không? Xin được trở lại với đại thừa Pháp Tính, đại thừa Pháp Tính có nghe được không? Dạ. Đại thừa Pháp Tính không? Nếu mà nói cho rõ thì năm chi thiền đều là những thiền pháp thành tựu do sự tu tập. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta thấy rằng sự tu tập càng thuần thục càng cao đó, thì cái chi thiền càng giảm bớt. Ở trong trường hợp này phải chăng cái sự giảm bớt các chi thiền đó là kết quả của sự thuần thục và nói lên cái định lực mạnh hơn, có phải như vậy không? Cái tỉnh để đi phân tích. Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng.
chứng tỏ Pháp Đăng, chứng tỏ Đại Nguyện, chứng tỏ Bất Tăng, chứng tỏ Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Qua câu hỏi thượng tọa vừa nêu lên, thì thật sự là đối với cái sự mà giảm bớt về chi thiền trong các cái tầng thiền là cái thứ nhất, nó cũng là cái có cái kết quả của sự thuần thục ở trong cái vấn đề mà cái người mà tu tập thiền. Và thứ hai nữa đó là do thấy cái sự mà nó còn thô thiền, nó còn thô, thành ra đó lúc đó những cái chi thiền á, nó dần dần bị lỗi bỏ, dần dần bị lỗi bỏ, hoặc là dần dần nó bị rơi rớt trở lại đó. Thì tại sao mà cái lúc đầu mà chúng ta tu tập mà chúng ta chứng đắc được sơ thiền mà nó có đủ năm chi thiền, do cái định nó phát sanh do sự ly dục sanh, là có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có định, thì lúc đó cái phải nói rằng là do cái sơ cơ của mình, mình tu tập mình còn sơ cơ quá, thành ra nó phải có đầy đủ đầy đủ cái sự mà hướng tâm, cái sự mà áp sát với cái đề mục đó bi tí là hỷ nó mới phát sanh, rồi cái sự hân hoan nó phát sanh đó, rồi lúc đó rồi cái tâm của mình nó mới được cái trạng thái của định, thành ra lúc đó gọi là cái định của sơ thiền. Nhưng mà đến cái tầng thiền thứ hai rồi đó, là có nghĩa là lúc bấy giờ đó, do cái sự mà cái tâm mình nó mạnh rồi, cái tâm thiền mạnh rồi, giống như là nó thuần thục rồi, thành ra đó bây giờ mình không có cần tầm nữa, không có cần cái chi tầm nữa, giống như là bây giờ mình chạy có trớn rồi, tới cái hố đó là nhảy qua luôn, chứ không cần phải mà bắt cái miếng ván để mà đi đó. Hoặc là như ở trong cái trường hợp mà hồi nãy chúng con nói là không có cần phải tô, phải vẽ, phải tô in đậm lên rồi rồi mình mới bắt đầu, mình mới bỏ qua rồi mình viết chữ, cái điều này lúc này mình không có cần nữa rồi đó. Thành ra đối với cái định của nhị thiền là coi như là bỏ thêm một chi nữa, rồi đến cái định của tam thiền là coi như là lúc bấy giờ là không có cần tầm với tứ nữa, không có cần tầm với tứ nữa, cũng phát sanh được cái định. Rồi tiếp nữa đó, thì bây giờ mình thấy rằng là coi như là cái chi hỷ nó cũng không cần, cái chi hỷ nó cũng không có cần nữa, là mình biết rồi, mình biết cái trạng thái thiền này nó là được an lạc rồi, nó được cái sự an vui, nó được cái sự an lạc rồi. Rồi đến bây giờ á, ngay cả tại sao mà cái chi lạc mà cũng bỏ luôn, tại vì mình cái vị đó quán xét cái vị đó biết rằng là thọ khổ và thọ lạc thì nó đồng có cái mẫu đáp số chung là cái sở hữu thọ hết đó. Quý vị thấy rằng nếu mà mình xét lại á, đối với những cái cảm thọ đi, thọ khổ và thọ lạc thì nó sẽ đối lập với nhau, thì không có khổ thì nó sẽ có lạc, mà hễ mà hết lạc là nó sẽ qua khổ thôi. Thành ra mình thấy rằng á, cái điều này á, nó cũng không có mình không màng đến nữa. Mình không có màng đến nữa, giống như là hồi lúc mà mình hồi nhỏ đó, mình mỗi khi trời mưa đó thì mình thích đá banh đi, thí dụ như đối với những đứa con trai thì mưa xuống thì thích chạy ở ngoài đường đá banh. Còn bây giờ mình khỏi cần mưa, mà nếu mà mình thích cái môn thể thao này, mình cảm thấy là tốt, cái môn thể thao này mình cảm thấy là tốt cho sức khỏe của mình, thì mình theo đuổi cái môn thể thao này, lúc nào mình rảnh thì mình ra ngoài sân banh mình luyện tập, mình đá đó, chứ mình không cần phải chờ mưa. Thì cũng vậy, cái vị mà tu tập đó, khi mà biết được cái định này là nó an lạc, cái định này nó kiên cố vân vân, thành ra bây giờ người ta cũng không cần đến cái lạc nữa, mà thay vào đó là xả vào định thôi,
à, thay vào đó là xả và định thôi. Thành ra đó, nếu mà mình coi kỹ lại tại sao mà những cái chi thiền mà bỏ từ từ đó, thì đây là cái kết quả, là cái kết quả khi mà mình biết được là cái định đó nó đem đến cái sự an vui, à, cái sự vững chắc, à, thành ra mình à, tu tập để mà nó được cái thuần thục ở trong à, những cái định đó, rồi mình thấy cái điều nào mà nó không có kéo dài được, à, nó không có kéo dài được mà nó không có vững chắc được, thành ra những cái chi thiền nó từ từ mình loại bỏ, à, dần dần, à, cuối cùng thì à, nó chỉ à, còn lại thay thế vào đó là xả à, và định thôi. Thành ra đó, ở trong cái câu thảo luận này đó, à, thì chúng con muốn nói rằng là cái sự giảm bớt à, của các chi thiền ở trong các cái tầng thiền á, đây là cái à, đây là cái kết quả của sự thuần thục, à, khi mà một người à, đã an trú được ở trong thiền rồi, à, đã an trú à, hoặc là đã chứng đắc được à, những cái định của thiền rồi, cái vị đó biết rằng là những cái chi thiền này không cần thiết nữa, à, nên đã loại bỏ từ từ. À, đây là những cái ý con xin được à, trình bày qua cái câu à, hỏi mà Thượng Tọa đã nêu ra. À, bây giờ thì con xin à, thỉnh à, Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thủ cái chuyện được Pháp Tướng. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa tuyệt quyền. Thượng Tọa có mặt ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa tuyệt quyền đang có mặt trước máy, xin Thượng Tọa hoan hỷ cho biết. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay chúng ta đề cập đến các cái tầng thiền chứng, nhưng mà trong một cái phương diện rất là đặc biệt. Như là thường thường chúng ta đề cập đến sơ thiền là một cái trạng thái định gồm có năm chi phần tầm tứ hỷ lạc định. Rồi nếu theo trong kinh tạng đó là nhị thiền thì là trạng thái chỉ có
xa thuốc lành thai. Bây giờ khổ quá. Con Khe Ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Cái giờ cái người này cầm mít bất đắc dĩ thôi, bây giờ thì kết theo lời của Lan Dân Nguyệt thì kết thúc trình học sớm 5 phút. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ Hương Viên yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Lăng Nhân Nguyệt ơi, để kinh dùm Lăng Nhân Nguyệt ơi. Yang kinci kusala kamang kapa panggilnya memangkaye nawaja manasa didase sukatang katang eta pasanyino atiye jasata asanyino katang bunya palang mayang sapi paki pawantu te ye tang katang suwiri tang gendang bunya palang mayang ye jata Anakyanan Tibiyagan Tuhaliwe Kayum Sape Lokam Iye Sata Chiwan Taharane Tuka Manunyang Pujanan Sape Lapan Tumamaki Lapani Con xin hồi hướng phước lành các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường thiện nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân Sapang sumang galang kakan tu sapa devata sapa buta lupa vena soti on tu niron darang o tu sapang sumang galang kakan tu sapa devata sapa dhamma lupa vena soti on tu niron darang o tu sapang sumang galang kakan tu sapa devata sapa sangha rupa vena sote hondu yeron sarang niên công đức đã làm kết duyên lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành nhân giác.
tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Room Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddha. Chà.